Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tình hình trật tự an toàn giao thông toàn quốc trong 3 ngày nghỉ lễ. Ghi nhận tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 3 ngày nghỉ lễ tình hình trật tự an toàn giao thông toàn quốc ổn định, số vụ tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 3 ngày nghỉ lễ toàn quốc, xảy ra 80 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người, bị thương 53 người. Riêng trong ngày 2 tháng 5, cả nước xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 15 người, bị thương 18 người. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần 4.500 trường hợp, phạt tiền 4 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn 617 trường hợp, tạm giữ 77 ô tô, 1.594 mô tô và 13 phương tiện khác. Thực hiện các kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, Giáo đốc Công an tỉnh về tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông theo các chuyên đề gắn với dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Sau 2 ngày ra quân, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã xử lý gần 500 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm. Qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện xử lý gần 500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 1,1 tỷ đồng, tạm giữ 80 phương tiện, tước giấy phép lái xe 22 trường hợp, trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu gồm nồng độ cồn 32 trường hợp, quá tải 23 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm gần 200 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày mùng 3 tháng 5 là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Một lượng lớn người dân sẽ trở về nơi học tập làm việc nên tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ trên một số tuyến đường và khu vực nhà ga bến xe trên địa bàn tỉnh. Tại ga Thanh Hóa vào ngày hôm nay, lượng hành khách đi tàu rất đông, khu vực nhà chờ đã chật cứng người. Theo các nhân viên nhà ga, hiện tại vé đi tàu ngày hôm nay đã hết, nhiều người dân đến mua vé không có nên bắt buộc phải lựa chọn phương tiện khác do nhu cầu người dân đi tàu tăng cao nên ga Thanh Hóa đã tăng thêm các chuyến tàu khu đoạn ngắn, bố trí thêm các cửa bán vé để phục vụ lượng khách tăng đột biến. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát vé, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực phòng chờ, sân ga được tăng cường, tạo thuận lợi cho người dân đi đến nơi, về đến trốn. Cái lượng khách ví dụ như ngày hôm nay thì là đông nhất trong tất cả các trong dịp lễ hiện tại là hết chỗ. Tại ga thì là đã bố trí được tất cả các cửa vé đều được phục vụ tối đa nhu cầu của hành khách bên bộ phận ga cũng có bộ phận bảo vệ chuyên ngành để người ta bảo vệ của hành khách về tài sản và cũng như là tất cả những vấn đề gì xảy ra thì mình đều có người để hỗ trợ kịp thời cho hành khách. Tại bến xe phía Bắc trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, mặc dù ban quản lý bến xe cũng như các doanh nghiệp vận tải hành khách bố trí thêm phương tiện, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phục vụ người dân, tuy nhiên số lượng khách vào bến đi xe rất ít. Đây là thực trạng khó khăn chung của các bến xe trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua. Mặc dù là ngày cuối cùng nhưng cái lượng khách vào bến chúng tôi là rất ít. Khuyến cáo hành khách có đi lại trong cái dịp lễ Tết vào bến mua vé để đi đúng lộ trình, tránh tình trạng đón bắt khách dọc đường, các gặp phải các cái nhà xe nhồi nhét hoặc là ép khách, nâng giá cước tùy tiện. Ghi nhận trên các tuyến đường như Đại lộ Hùng Vương, khu vực Bixi, si, Cầu Nguyệt Viên, số lượng người dân đón xe dọc đường khá đông so với ngày thường tại khu vực bixi si, mặc dù đã có biển cấm xe ô tô khách tuyến cố định dừng đỗ đón trả khách nhưng vẫn còn một số xe bất chấp quy định dừng ngay giữa đường đón khách gây mất an toàn giao thông bên cạnh đó xuất hiện tình trạng xe dù bến cóc cò mồi khách đi xe không biển số phù hiệu những trường hợp này người dân đi xe rất dễ bị ép giá bán khách dọc đường vì không có thông tin địa chỉ nhà xe trên tuyến quốc lộ 1 a ngày hôm nay Mặc dù lượng phương tiện cá nhân lưu thông theo hướng Thanh Hóa Hà Nội khá đông nhưng vẫn có khoảng trống để các xe tránh nhau nên tình trạng ùn tắc không xảy ra. Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ 4 ngày, mọi người dân dù là sử dụng phương tiện xe cá nhân hay vận tải hành khách công cộng cũng cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người để đảm bảo an toàn đi đến nơi về đến chốn, hưởng trọn vẹn niềm vui của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 vào 1 tháng 5. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.